Nếu mọi sự câu toàn thì giá trị của bạn nằm ở đâu? Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy. Quang Vũ chưa hề hỏi Lưu Bị tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế. Trương Phi cũng chưa từng hỏi Lưu Bị khi bị quân lính vây hãm dưới thành chúng ta phải làm sao. Thế nhưng đã từng có Điển Cố dùng thuyền cỏ mượn tên. Đã từng có chuyện Khoa Nam Ải chém 6 tướng. Đã từng có chiến tích chặt đứt cầu dọa lùi Tào binh. Triệu Tứ Long nhận lệnh tấn công khi chỉ có vỏn vẹn 20 binh sĩ. Trong quân lệnh cũng chỉ gói gọn 4 chữ: đánh hạ thành trì. Kết quả là công hạ được 10 thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng 3.000 con ngựa tốt. Vậy nên, một tiếng thở dài không làm nên chiến tích, một khắc khóc than chẳng tạo ra anh hùng. Trường Giang cuồn cuộn sóng sau xô sóng trước, quay đầu cạn một chén rượu ấm đã có kẻ bại trận. Thời gian chẳng chờ đợi ai, bó tay mong cầu sự câu toàn, chẳng khác nào ước mơ mò trăng đáy nước, để rồi bản thân mãi dậm chân tại chỗ, thở ngắn than dài. Đặt chân xuống bước đi thì đường mới trải rộng, tấm lòng khoáng đạt thì mọi sự mới thành công. Tinh Hoa .net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé!